Tôi nghĩ được mọi người quá nên là mình quyết định sẽ quay một clip để cho các bạn cùng theo dõi mình sẽ làm gì trong ngày hôm nay và trong chiếc clip này. Ok, mà trước khi vào cái clip ngày hôm nay thì các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của Linh nha mọi người ơi. Bây giờ Linh mới chào mọi người, mong là các bạn sẽ đăng ký và theo dõi thường xuyên hơn nha. Mai mốt mình sẽ đăng nhiều clip hơn cho các bạn xem nữa. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ bật mí với các bạn ngày hôm nay mình sẽ quay clip gì. Thì mình hay mình suy nghĩ là trong thời gian mà mình dưỡng cái mũi á thì mình không có gì làm hết trơn á, nên là mình định là sẽ làm một cái tự tay làm những cái bó hoa bằng những cây dây cảm nhung này nè mọi người, để tặng cho mọi người. Tại rảnh quá đó mọi người nên mình sẽ tự làm, hình thù nó sẽ giống vậy đó. Tôi kiểu như vậy nè mọi người, đây là bông mẫu rồi. Còn cái trí tưởng tượng theo cái bó hoa của mình thì nó nằm trên đây đó, các bạn có thể thấy mình sẽ làm cái bó hoa giống như vậy, nhưng mà mình sẽ chế tạo thêm. Mọi người là biết rồi đó, bà V là bà thích bông hồng màu xanh dương đúng không? Dạo này thích thêm màu hồng nữa nên là mình chọn hai cái này sẽ làm chủ đạo. Còn cái màu xanh lá này nè, mình sẽ làm cái cây, cái thân cây đúng không? Giống vậy nè. Đó, với lại cả màu vàng là mình sẽ làm nhụy hoa. Rồi ok. Rồi nhưng mà trong đây sẽ có bảo bối nè. Cái này là mình sáng tạo thêm nha các bạn. Cái gu của bà V nằm ở đây nè. Rồi, vô, 2, 3, ta-da! Quá trời Doraemon luôn. Đó, rất nhiều bạn Doraemon mini ở trong này. Thì khi mà mình làm hoa, mình làm xong bó hoa đúng không, thì mình sẽ lấy những cái bạn Doraemon này nè, mình sẽ gắn lên đây thành một bó hoa Doraemon mini đó để tặng cho bà V. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vô mình làm thôi, mình không có nói nhiều nữa cho bạn hiểu thống kết quả của mình nha. A few moments later. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái này thôi, lấy cái màu vàng mà hơi ngựa xíu mà thôi kệ cho đẹp. Ngồi làm hoài vậy bà nội? Sắp xong rồi, mình làm xíu nữa. Xíu là tới khi nào, biết mấy giờ chưa? Ai biết, mới ngồi làm đây nè, thấy nào sắp xong rồi. Bây giờ là 3 giờ sáng rồi đó má. Oh, no. Sáng mới làm gì mới sáng vậy? Nè. 3 giờ 33 phút sáng. Thấy chưa? Ngồi làm này bị dính luôn á mọi người ơi. 3 sáng luôn mà hiện chi thấy con mắt nó hơi nhạt nhẹ nha.
bán bao nhiêu đây bạn Doraemon. Xong bây giờ mình sẽ làm mấy cái phụ kiện á, mấy phụ kiện này nè, đó cái xương xương mình gắn vô là nữa là xong. Xong rồi mình sẽ gói quà, một là mình sẽ gói hình bó mai dưới này, lấy giấy bó mai mình gói vô nữa là xong rồi. Làm xương xương cái này nữa rồi mình đi ngủ, mai làm tiếp. Mình làm cái bình hoa Doraemon. Nãy giờ mình nãy hơi xong cái nó nứt cái đầu Doraemon ra mình. Trời ơi, tôi khóc tán dòng sông luôn á. Hai cái này thì nó đã thất bại. Và mình có mua thủ thêm cái này để mình gói cái này nó thành bó hoa. Nhưng mà mình cảm thấy nó cũng không có ưng gì, nó quá bình thường. Nên bây giờ mình quyết định mình đi mua cái khác. Mình đi mua một cái chậu hoa. Về mình sẽ quấn những cái dây này vô thì nó mới đồng bộ với cái này được. Cái này vô thì nó cũng hơi chết. Mã này thì nó sẽ đúng bài hơn. Ôi dính đầu quá. Trời đất ơi. Đây là cái bình mà mình mới mua về. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái bình này. Cái là mình sẽ gắn mấy cái cảnh nhung này vô cho nó thành màu xanh. Bây giờ mình sẽ ra keo cho nến. Nhiều. Cái này hơi kỳ công nữa nha. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ta-da! Mình đã quấn xong cái bình rồi nè mọi người ơi. Thì mình sẽ cắm cái này vô đây. Đó. Wow. Dạ. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ok thì mình đã hoàn thành xong bó hoa Doraemon xanh lè xanh lét của bà B rồi. Thì bây giờ mình sẽ thẳng tiến qua bên shop bà B để tặng bà B luôn, để coi phản ứng của bà B như thế nào nha. Nice. Đồ nhập cái shop rồi đó mọi người. Bí ẩn rồi. Bí ẩn hả? Rồi khóa trang nó em. Sao tự nhiên cái đồ nhập mà sao mua sẵn trà sữa mình đồng nhập trước. À mình đồng nhập trước vậy hả? Cái này mình không hề mà đồng nhập vô liền chứ. Hay vậy quá. Cái gì đây? Cái gì mà bí mật quá vậy mọi người? Cái gì vậy? Cái này là một cái gì đó rất là đặc biệt mà độc nhất vô vậy. Không vô này luôn. Có một cái nào mà giống như cái này gọi là gì ta? Đặc quyền. Đi. Đặc quyền. Hàng. Kiểu là hàng đặc quyền của bà Linh. Đó. Rồi ok. Giờ nhắm mắt thôi. Nhắm mắt đây. Con Doraemon, nó ơi, 7 con Doraemon, 1 con Doraemon và 8 con. Đó.
Bà này đâu em ơi, trời ăn cái rau gì bự hơn cái bánh. Nói chung là cái này là tự làm hết á. Trời ơi, suy nghĩ mọi người, nói chung là ủa thằng anh làm mà cái gì hay vậy? Cái bình bằng bằng sứ á, nhưng mà cô sẽ lấy cái dây này tôi quấn từng cọng nữa má. À, cái này cỡ giống như là cái dây màu kẽm nhung, cây kẽm nhung. À, lạ mùi đẹp đẹp, trời keo cái gì keo. Không có đẹp nha, so với người ta này không có đẹp. Là cái này là thấy là tôi thấy cái bây giờ là đặt chị Linh làm 100 cái để cho số cái nào quá. Đợi tới cái khúc này nãy giờ. Không có thời gian là đô game đúng rồi đó.